Thiên hạ được mẻ cười về thông báo của chính quyền sau vụ giải tán đoàn tu hành thích minh tuệ trên đất Huế. Thông báo được báo chí mậu dịch nhất loạt đăng tải, ghi rõ. Thông tin từ Ban Tôn giáo Chính phủ sáng ngày 3 tháng 6 cho biết ông Lê Anh Tú, thích minh tuệ, đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Cười ở cái chi tiết từ tự nguyện. Kiểu này đã quá quen, không phải mới bây giờ mà nửa thế kỷ nay, thậm chí gần thế kỷ. Bác Nguyễn Thiện viết. Hồi sau 1975, nhiều nhà tư sản ở miền Nam trả tự nguyện hiến tặng nhà máy xí nghiệp cho nhà nước đó sao? Có người gấp ý ngay, đâu phải chỉ sau 1975 mà tiền án tiền sự nhiều rồi. Lại nhớ trong cuốn giải phóng, tức tập một bộ bên thắng cuộc của Huy Đức, có cái ảnh chụp một dạng tự nguyện, là đơn xin giao nhà đất cho thuê để nhà nước trực tiếp quản lý của người làm đơn là bà Nguyễn Thị Thành, đương sự thành cam kết. Tôi làm đơn này xin tự nguyện giao nộp toàn bộ nhà đất cho thuê của chúng tôi để nhà nước trực tiếp quản lý phục vụ sự nghiệp của nhân dân, góp phần xây dựng kinh tế đất nước. Chuyện xảy ra đầu năm 1978. Có nghe kể, sau khi tự nguyện, gia đình bà Thành đã tự nguyện đi kinh tế mới, sống không nổi phải về lại Sài Gòn rồi tự nguyện vượt biên. Nói đâu xa, Nhà tôi ở miền Bắc năm 1964 đã phải làm đơn tự nguyện vào hợp tác xã sau khi dứt khoát không vào, bởi họ làm khó dễ đủ đường. Có chính xào ruộng do bu tôi từng tảo sớm hôm, chắc bóp từng đồng mới mua được. Vào hợp tác xã họ chỉ chừa lại cho hơn xào thủ cư, số còn lại mất sạch. Ở Hà Nội, ông chủ nhà máy dệt cự doanh phải tự nguyện công tư hợp doanh bằng toàn bộ tài sản của mình. Sau nhà nước chiếm hết, ông thành người làm thuê cho xí nghiệp của chính ông mới sáng ra đã xôn xao vụ. Không phải chuyện chính trị chính em đấu đá gì, mà là sấm xét. Báo đài, TV cho biết chỉ trong vài tiếng đồng hồ sáng sớm có hơn 7.000 lượt xét dội xuống Hà Nội. Trích dẫn số liệu thống kê của Cơ quan Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cụ thể 7.025 lượt riêng thủ đô. Nếu tính cả vùng phụ cận thì mười mấy nghìn cú xét. Cũng là chuyện lạ, bởi xưa nay chưa từng thế. Nhiều người bảo điềm dời, cũng như cái hồi mấy tháng trước ở vùng Hồ Tây người ta chụp được hai mặt trời, ở núi Bà Đen, Tây Ninh, đỉnh núi Trùm Khăn Xếp. Ông hàng xóm nhà tôi cười bảo điềm đéo gì, xứ này mà điềm thì điềm cả ngày. Dư luận mạng xã hội bàn về xét rất tức cười. Họ bảo đánh mà toàn trượt thì đếm làm gì. Một trong những câu mà người xưa để lại, tôi thấy nhảm nhí nhất là trời có mắt. Nhà thơ Vũ Duy Chu viết Đánh cả ngàn cú xét không chết quan tham nào. Không có GPS, Ngọc Hoàng tính làm sao? GBS tức là thứ công nghệ hiện đại, hệ thống định vị toàn cầu. Có GPS thì còn nói làm chi? Chỉ một cú cũng giải quyết được vấn đề. Đâu cần hơn 7.000 cú. Người thì bảo thiên lôi có vấn đề. Lương hưu chậm. Bình thường hàng tháng bảo hiểm xã hội phát, trả tiền vào tài khoản từ ngày 2 đầu tháng lần này mãi tối năm vẫn chưa nghe báo hiệu tin tin gì. Các cụ kêu trời. Đói. Báo pháp luật đăng. Từ ngày 5 tháng 6, nếu chưa nhận được lương hưu thì người nhận phải điều chỉnh thông tin. Đại loại các nạn nhân phải tự liên hệ ngay cơ quan bảo hiểm xã hội quận huyện để khai báo lại. Điều chỉnh thông tin cá nhân. Chả là hệ thống bảo hiểm xã hội đang thí điểm thực hiện cách trả mới. Bác Bình bảo, cái gì họ cũng đổ vào đầu dân, bắt dân phải chịu kể cả thứ mà họ gây ra